Chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Sau hai video chúng ta nói rất nhiều về hai siêu cổ là GAC và BCG sẽ có game to để chúng ta đầu tư ở trong năm 2023. Thì ngày hôm nay cổ phiếu GAC đã đóng nến và một cây nến tăng là 4,47% và cũng như BCG hiện tại đã chạm vào vùng đỉnh cũ của nó là vùng giá quanh vùng giá 12.x. Thì tiếp tục ngày hôm nay Hải cũng sẽ giới thiệu thêm với mọi người một cổ phiếu nữa mà hứa hẹn sẽ còn tăng ở trong thời gian tới khi mà cổ phiếu này đã có dòng tiền lớn tham gia ở thời điểm hiện tại cũng như chúng ta có rất nhiều câu chuyện để đầu tư vào, đó chính là cổ phiếu CI. Thì trước khi chúng ta bắt đầu video, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký, và ngoài ra chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có để ở bên dưới của mô tả mỗi video, và cuối cùng chúng ta xem mà chúng ta thấy hữu ích, chúng ta có thể cho Hải một cái phím một ở phía bên dưới phần bình luận mọi người ha. Rồi trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua về một cái outline cũng đơn giản gồm có hai phần. Là phần 1 chúng ta sẽ nói qua về những cái thông tin của cái cổ phiếu CI này, bao gồm thông tin dài hạn và cả ngắn hạn để nó có thể tác động lên cái đường giá của CI như thế nào. Và thứ hai, nó sẽ là điểm mua theo phân tích kỹ thuật. Đầu tiên chúng ta cần phải biết sơ qua về thông tin của cổ phiếu CI. Thì đây là một cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó có hai mảng chính. Nó có hai mảng chính là mảng BOT và mảng là BT. Thì mảng BOT đơn giản là gì? Hãy có ghi ở đây là những cái dự án mà xin lỗi mọi người ha. Dự án BOT là một cái dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý và kinh doanh có thu phí các cái dịch vụ sử dụng công trình với cái thời hạn dự tính thu hồi đủ vốn và thu được lợi nhuận. Thì sau khi mà chúng ta kết thúc cái thời hạn hợp đồng này á, thì cái công trình đó sẽ được chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước để tiếp tục quản lý và sử dụng. Và thứ hai, nó sẽ là mảng BT. Thì mảng BT là một trong những cái dự án, một trong những cái dự án đầu tư hàng đầu đang được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Thì những cái dự án mà BT nó sẽ được hiểu theo cái dạng đơn giản là những cái dự án sẽ được cấp phép xây dựng để chuyển giao lại cho nhà nước, hay là ngoài ra còn được gọi là đổi đất để lấy cơ sở hạ tầng của chính phủ. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về CI. Thì cái doanh nghiệp này á, nó là một trong những doanh nghiệp nó mang tính lượng tính khá là cao và nó sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ hai cái mảng cực kỳ hot ở trong thời gian này, đó chính là bất động sản và cả là đầu tư công. Thì bất động sản chúng ta không phải nói qua rồi, cái lúc mà chúng ta được rất là nhiều những cái chính sách mà chính phủ hỗ trợ về việc là vay vốn và đặc biệt là được ngân hàng họ thúc đẩy rất là nhiều. Và đầu tư công là một trong những cái mảng mà được kỳ vọng kể từ năm ngoái rồi. Đầu năm nay thì đầu tư công nó không thực sự là nổi trội, khi mà hiện tại cái tiến trình giải ngân đầu tư công á, nó vẫn chưa đạt được 50% kế hoạch năm. Cho nên chúng ta hiện tại đang là tháng 9 thì chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa để chúng ta tập trung giải ngân mạnh hơn để chúng ta tiếp tục duy trì cái GDP. Cho nên là CI là một trong những cái doanh nghiệp nó được hưởng lợi từ cái đầu tư công, cho nên cái việc mà chúng ta tập trung giải ngân đầu tư công nó cũng sẽ có tác động tích cực tới cổ phiếu là CI. Thì đó là những cái thông tin chung về cái doanh nghiệp này. Rồi tiếp theo, những cái thông tin mà chúng ta sẽ tập trung chú ý ở trong cái video ngày hôm nay nó sẽ bao gồm là 7 thông tin, thì chúng ta có thể đọc sơ qua. Đầu tiên chúng ta xét về mặt dài hạn, tức là anh chị chúng ta không có nói tới việc là bây giờ thị trường tốt quá thì mua mã gì mà trả lời, cứ lên phím đại một mã là lời. Thì ok, chúng ta bỏ qua cái chuyện đó, chúng ta nhắc về những cái dự án dài hạn của CI để cho dù chúng ta có gặp những điều chỉnh sắp tới của thị trường, chúng ta vẫn có thể tự tin và mua cái mã cổ phiếu này. Đầu tiên đó chính là đẩy mạnh tham gia cái gói thầu hạ tầng 6 dự án 75.000 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là những cái dự án hiện tại của CI và chúng ta hoàn toàn có thể chú ý. Thứ hai là tái đấu giá đất Thủ Thiêm. Thì tại sao Hải lại để một cái dấu sao ở đây? Thì chắc là chúng ta, nếu mà chúng ta có đầu tư chứng khoán từ khoảng tầm năm 2021 thì chúng ta đã từng chứng kiến ở một cái siêu phẩm CII đã từng tăng cực kỳ điên và tăng từ cái vùng giá khoảng tầm là 25 và tăng lên vùng giá cao nhất của nó là vùng giá 60, tức là x3 tài khoản chỉ trong khoảng tầm từ đầu tháng 12 2021 cho tới là đầu tháng 1 2022, tức là trong vòng một tháng CI đã x3. Thì đó là liên quan tới vấn đề đấu giá đất Thủ Thiêm, khi mà thời điểm đó thì giá của đất Thủ Thiêm nó còn cao hơn so với lại những cái trung tâm, những cái thành phố trung tâm ở trên thế giới, và nó cao hơn rất là nhiều. Thì đó là do tại sao mà CI lại tăng một cái mức đi như thế.
thì tiếp tục sau rất nhiều những cái lùm xùm ở quanh cái việc là đấu giá đất rồi không có đặt cọc các thứ thì CI đã rơi từ cái vùng giá khoảng tầm từ 60 và rơi về những thời điểm thấp nhất là khoảng tầm giá 9, tức là chi 6, đúng không? Thì bây giờ một lần nữa chúng ta lại quay trở về sự kỳ vọng là nó lại tái đấu giá đất thủ thiêm. Thì cái này chúng ta cũng có thể là một cái thông tin và nó có thể là một cái cú hích để kể cả trong dài hạn và kể cả trong ngắn hạn. Khi mà chúng ta ra những cái tin đồn, những cái thông tin như thế thì nó cũng sẽ khiến cho cái tâm lý FOMO của nhà đầu tư, tại vì cái câu chuyện á, một khi mà nó đã có rồi thì sau này nó vẫn sẽ, nó một câu chuyện được được đưa ra á, thì nhà đầu tư họ vẫn sẽ còn một cái gì đó tương đối FOMO. Ví dụ như chúng ta có những DIG, những CEO á, thì cái câu chuyện mà chúng ta đầu tư nó vẫn là cái gì, vẫn là cái quỹ đất lớn. Cái lúc mà chúng ta vẫn đầu tư theo một cái người mà tương đối là nổi tiếng trên mạng là A7, có đúng không? Thì A7 đã từng hô DIG từ giá 30 lên giá 120, đã từng hô CO từ một cái cổ phiếu rác lên những vùng giá là 60. Thì bây giờ rất nhiều người chúng ta vẫn tin vào A7, mặc dù là gì khi DIG rơi từ vùng giá 120 rơi xuống thì rất nhiều người chửi rủa. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Khi mà ổng quay trở lại và ổng hô thì các cổ phiếu nó tăng thì họ lại quay trở về và họ FOMO, họ mua vào rất là nhiều các cổ phiếu đó. Thì cái câu chuyện đất thủ thiêm của CI nó cũng sẽ tương tự. Bây giờ thì có thể chúng ta sẽ còn nghi ngờ, chúng ta kêu là lại ra tin Oppo à. Nhưng mà liệu sau khi mà cái tin tức đó nó được gọi là xác nhận một phần và nhiều người chúng ta bắt đầu mua vào, cổ phiếu bắt đầu đẩy giá lên khoảng tầm một hai phiên, thì chắc chắn rằng cái sự FOMO nó sẽ quay trở lại. Thì cái câu chuyện tái tái đấu giá đất thủ thiêm nó cũng là một câu chuyện về cả ngắn hạn và cả dài hạn. Và cuối cùng là cái việc mà cổ phiếu CI, doanh nghiệp này nó mua lại cái dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ HHV. Thì đây là một số những cái thông tin về mặt dài hạn, về mặt gọi là kinh doanh đơn thuần của công ty. Thì hãy đánh giá rằng hiện tại chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái dự án để chúng ta có thể kỳ vọng vào của cái doanh nghiệp này. Còn về ngắn hạn thì sao? Về ngắn hạn thì hiện tại chúng ta có một cái tin đồn, một cái tin đồn là về việc chia cổ tức 15% tiền mặt cũng như là 14% cổ phiếu ở trong quý 4 này. Thì cái việc chia cổ phiếu là một cái chuyện bình thường. Có rất nhiều những cái ví dụ Hải đã đưa ra về cái việc là khi một doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có liên quan tới bất động sản mà họ chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc là họ có những cái hình thức khác, ví dụ như là cổ tức thưởng nè, ví dụ như là phát hành thêm nè, phát hành riêng lẻ nè, thì đó là những cái thông tin mà chắc chắn rằng là không phải chắc chắn mà 90% các cái chủ doanh nghiệp hoặc là các cái tạo lập của cổ phiếu, các đội lái của cổ phiếu họ sẽ cố gắng kéo giá cổ phiếu lên để làm gì? Để khiến cho nhà đầu tư họ FOMO và họ mua vào. Thì khi họ mua vào như thế họ mới chấp nhận là bị giam cái phần cổ tức lại, họ mới chấp nhận là tôi sẽ nhận luôn cái lượng lượng cổ tức này bởi vì nó có những sự kỳ vọng trong tương lai, thì họ sẽ cần phải kéo giá trong ngắn hạn để khiến cho nhà đầu tư họ mua vào, thì họ chia cổ tức sau họ mới có nhiều tiền và họ lấy tiền đó họ làm những cái việc khác. Cho nên cái vấn đề chia cổ tức là một cái việc mà gọi là mang một cái xu hướng ngắn hạn để khiến cho cổ phiếu tăng giá rất là cao. Và ngoài ra cổ tức chúng ta có 15% bằng tiền mặt, thì cái cổ tức bằng tiền mặt là một trong những cổ tức được nhà đầu tư ưa chuộng rất nhiều ở trong thị trường đây. Thì đây cũng là một trong những cái mà khiến cho nhiều nhà đầu tư họ FOMO và họ mua vào. Rồi thứ hai nó sẽ là cái book lợi nhuận mảng đầu tư tài chính của hai cổ phiếu là NBB và HUT. Thì Hải cũng có một cái bảng cân đối kế toán đây, một cái báo cáo tài chính ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là cái thằng CI này đã từng đầu tư vào cái cổ phiếu nè, đây cổ phần Tasco mà chứng khoán là HUT đây mọi người ha, và nó mua một cái số lượng là 17.000 317 triệu 320.000 cái cổ phiếu HUT này. Thì cái giá gốc mà nó mua là khoảng tầm đây nó, thì hiện tại nó vẫn chưa bút lợi nhuận ha, hiện tại nó vẫn chưa bút lợi nhuận. Thì chúng ta thấy rằng gì ở bên phía này nó vẫn chưa có, cho nên á là đối với cái những thằng HUT này á, chúng ta nhìn qua này, đây thằng HUT này thì hiện tại đang được sở hữu bởi không phải được sở hữu mà nó đang có đây, thằng CI này nó nắm cái tỷ lệ là gì, 4,97% nha, 4,97% đối với thằng HUT này. Thì ở trong quý 2 ở trong quý 4 này thì cái thằng CI nó cũng sẽ book lợi nhuận cái mảng đầu tư tài chính đối với hai cổ phiếu là cả NBB và cả HUT. Thì chúng ta thấy rằng là cái thằng này nó tăng một cái vùng giá cực kỳ kinh khủng, có đúng mà nó mua vào nó mua vào khoảng tầm là 30 tháng 6 của 2023. Thật ra cái này là cái mà lúc mà chúng ta cân đối thôi. Thì chúng ta thấy rằng là kể từ cái thời điểm đó cho tới bây giờ thì cái cổ phiếu nó tăng rất kinh khủng rồi, đúng không ạ? Từ cái lúc mà tháng 6. Đây nè. Không phải là nó mua từ đây nha mọi người, hãy nhầm đấy, không phải nó mua từ đó, nhưng mà chúng ta tính từ thời điểm đó, từ cái lúc mà nó vẫn còn kế toán cho tới hiện tại thì sao? Nó tăng tiếp là 40%, hay tương tự những cái thằng như là NBB này, chúng ta thấy rằng gì nó tăng cực kỳ kinh khủng, đúng không ạ?
Thằng Hood thì C nó mua từ năm ngoái rồi. Thằng Hood nó theo theo Hải nhớ rằng là nó mua từ cuối 2022 rồi, chứ không phải là từ tháng 6 đâu. Nó mua từ cuối 2022 rồi, tức là nó nằm ở đâu đó khoảng tầm vùng này nè, khoảng tầm vùng 16 á, thì cái mức lợi nhuận nó đạt được nó sẽ khoảng tầm là 80%, rất là kinh khủng. Và cả cái thằng là gì, NBB, thằng NBB cũng có một cái mức tăng rất là dốc, và chúng ta thấy rằng là chắc chắn rằng là chúng ta đầu tư vào cổ phiếu NBB thì không thể nào lỗ được, thì cái mức mà chúng ta ước tính nó cũng khoảng tầm vài chục phần trăm. Cho nên á, là cái việc nó bút lợi nhuận nó sẽ mang lại một cái khoản đột biến, là một khoản đột biến ở trong cái báo cáo tài chính cuối năm của thằng CI. Và ngoài ra chúng ta cũng có thêm một cái yếu tố nữa là chúng ta sẽ thoái vốn ra khỏi công ty Hạ tầng nước Sài Gòn. Thì ở đây chúng ta cũng có một bài báo nè, đây CI hiện tại đang muốn thoái gần hết vốn ra khỏi cái Hạ tầng nước Sài Gòn. Họ là tin ra ngày 16 tháng 8 của 2023 đó, thì đó là những cái tin. Thì dĩ nhiên khi mà nó thoái vốn ra thì nó cũng sẽ thu được một cái phần tiền của nó lại, thì đó là những cái thông tin khá là tốt. Và cuối cùng nó sẽ là một trong những thông tin quan trọng nhất mà theo Hải, thì khi mà các cái doanh nghiệp á, nó có một cái gọi là đại hội của nó bất thường thì thông thường nó hay kéo. Hải thấy rằng nó rất là thường xuyên kéo, đặc biệt là các cổ phiếu gần đây nè, khi mà cái thị trường nó đang tốt lên á, thì mỗi lần mà có đại hội của nó bất thường là y như rằng kiểu gì nó cũng có kéo, cho dù là nó không kéo một cái xu hướng, nhưng mà ít nhất á, là vào cái ngày mà ra đại hội cổ đông á, thì nó thường hay kéo mọi người. Ví dụ là chúng ta có vào ngày 19 tháng 9 đi, là ngày đại hội cổ đông, thì ít nhất là chúng ta vô phim một cái là thế nào cổ phiếu nó cũng tăng 3%. Thì ok, cho dù là sau đó nó có giảm đi chăng nữa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể mua trước ngày đó, và cho tới ngày hôm đó nó tăng theo cái tin đại hội cổ đông á, thì chúng ta bán thôi, không cần biết đại hội cổ đông nói gì, nhưng mà cứ vào đúng ngày đó là thế nào cổ phiếu cũng tăng giá. Rồi sau đó mấy ông có phát biểu tùm lum tùm la tầm bậy gì trong phiên ở trong cái đại hội đó thì nó mới giảm sau, nhưng mà cứ có đại hội là nó tăng đã. Cho nên đây cũng là một thông tin rất là ngắn hạn, mà chúng ta đang là ngày 8 tháng 9 rồi. Ha, chúng ta đang ngày 8 tháng 9 rồi, và ngày 19 tháng 9 nó là tuần sau nữa, thứ ba tuần sau nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng của chúng ta mua dần cái cổ phiếu này ở vùng giá khoảng tầm là từ ngày khoảng tầm là hiện tại là một cái người Hải sẽ nói qua về về cái điểm mua mọi người ha. Đây là cái thông tin cơ bản là vừa dài hạn và vừa ngắn hạn, thì Hải chia sẻ với mọi người chúng ta hoàn toàn có những câu chuyện đủ để chúng ta kỳ vọng và chúng ta mua đối với cái cổ phiếu này. Rồi tiếp tục về điểm mua cổ phiếu, thì đây là cái mà chúng ta sẽ nói qua về cái việc là tại sao Hải lại nói rằng là đã có dòng tiền to tham gia vào cái cổ phiếu là CI rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lưu ý là cái thanh khoản, thì chúng ta thử xem coi là cái thanh khoản của CI á, trước đây thì thanh khoản của CI gần như là không có, gần như là không có, và thanh khoản nó chỉ thật sự bùng nổ khi mà chúng ta bắt đầu có những cái tin về việc là CI hồi đó là nó trúng thầu luôn rồi, nó trúng thầu đất Thủ Thiêm, nhưng mà sau đó thì nó không có cọc đủ, nó không có cọc đủ, và cuối cùng là nó dính những cái lùm xùm và nó rơi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thanh khoản ở thời gian trước nó sẽ khoảng tầm là 10 khoảng tầm hơn 10 triệu cổ, khoảng tầm mười mấy triệu cổ đó, thì bây giờ thanh khoản nó bắt đầu quay lại cái mức đó, có đúng mà thanh khoản bắt đầu quay lại cái mức đó, nó cho thấy rằng là cho dù ở những thời điểm á, là CI tăng rất là đi tăng cực kỳ kinh khủng á, thì cái mức thanh khoản nó cũng đạt ở cái mức đó thôi. Và bây giờ khi mà CI nó bắt đầu có dòng tiền vào rồi, thì chúng ta thậm chí có những phiên thanh khoản nó đạt đến là 20 triệu cổ, 20 triệu cổ, tức là nó cao hơn so với cái việc mà CI nó trúng thầu cái đất Thủ Thiêm luôn. Đó, thì quay trở lại gì, CI hiện tại cái mức thanh khoản đang rất là to và chúng ta vẫn chưa hề có dấu hiệu đã bị phân phối với cổ phiếu CI. Điển hình đây, cái phiên mà thanh khoản bùng nổ về mặt giảm nha, về mặt giảm của CI là phiên ngày 18 tháng 8, thì cái phiên này chính là phiên thị trường giảm 55 điểm. Cho nên là chúng ta hoàn toàn thấy rằng là đây là một cái phiên mà bị bán là do tất cả những nhà đầu tư họ sợ, họ thấy thị trường nó giảm quá và họ sợ downtrend, cho nên là họ bán tháo. Thì cái việc mà thanh khoản to ở phiên đó là chuyện bình thường và không có gì đặc biệt. Còn lại những cái phiên thị trường phục hồi này, chúng ta thấy rằng có những phiên thanh khoản rất to là phiên ngày 14 tháng 8, đây chính là phiên cổ phiếu CI đang tăng trần và nó đang muốn bước vào một cái vùng tăng giá mới khi mà nó vượt qua khỏi vùng giá 23. Tuy nhiên thì đang có 3 phiên test cung rất là đẹp, thì xui một cái gặp ngay cái phiên thị trường nó chỉnh. Đúng mà, chúng ta đang test cung ở ngày 15 tháng 8 và ngày 16 tháng 8, thì qua tới ngày 17 tháng 8 là một cái ngày mà đang có bứt phá rồi, nhưng mà thị trường đã rung lắc ở trong phiên ngày hôm đó, và qua ngày 18 tháng 8 thì sập luôn. À, cho nên rằng là cái phiên ngày, thật ra CI đã cố gắng vượt ở phiên ngày 14 tháng 8 rồi, thì sau khi nó rơi về theo thị trường á, nó hồi, và chúng ta có một phiên thanh khoản cực kỳ bùng nổ là phiên ngày 30 tháng 8, và phiên này là một phiên bị bán, có đúng mà bị bán khi mà nó chạm vào vùng giá định cũ của nó là vùng giá khoảng tầm 22.8. Thì
cái phim này nó minh chứng cho việc gì? Nó minh chứng cho việc đó là cái nhịp này là một cái nhịp nó hoàn toàn có độ rũ bỏ. Tại vì sao? Tại vì nó chỉ bị bán ở trong phiên ngày 30 tháng 8 và nó bị rút đầu thôi. Còn nó chỉ tốn đúng thêm một phiên nữa, đó chính là phiên ngày 31 tháng 8, là một phiên test cung với thanh khoản giảm. Và đến ngày 5 tháng 9, CI đã chính thức bứt phá ra khỏi vùng giá 23. Tức là nó chỉ cần tốn hai phiên thôi để test đỉnh là nó đã vượt ra khỏi rồi. À, thì khi đó cái phiên ngày 30 tháng 8 nó sẽ đóng vai trò như là một phiên test cung cũng như là một phiên rũ bỏ, tại vì những nhà đầu tư họ kẹp hàng khi mà họ mua theo phiên bùng nổ là phiên ngày 14 tháng 8, hay là thậm chí rằng là những nhà đầu tư họ FOMO, họ mua trong ba cái phiên mà là 14, 15, 16, 17 tháng 8 thì họ sẽ bán ra vào cái phiên ngày 30 tháng 8, thì sau đó nó chỉ tốn đúng thêm một phiên nữa để nó có thể chính thức bứt phá ra khỏi vùng giá 23 một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng gì, kể từ thời điểm CI nó tăng từ những vùng đáy dưới này khoảng tầm là 15 16 nó tăng cho tới hiện tại thì chúng ta không hề xuất hiện những cái nhịp gọi là phân phối hàng ra. Và khi mà dòng tiền từ tay to nó khi mà dòng tiền nó vẫn còn ở lại thì chắc chắn rằng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể mở mua cổ phiếu CI ở vùng giá này. Thì tiếp tục chúng ta lại xuất hiện những cái câu hỏi khác liên quan tới cái việc là ba phiên hiện tại CI nó test cung ở trên vùng giá 23, thanh khoản nó cao quá thì có sao không em? Thì chúng ta tiếp tục quay trở về với một cổ phiếu mà Hải vừa mới nói ở trong cái video ngày hôm qua là cổ phiếu GET. Thì chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi tương tự là sau khi thằng GET nó bứt phá ra khỏi vùng giá là 24 là ngày 31 tháng 8 kèm thanh khoản to, thì ba phiên test cung của GET là 5 tháng 9 nè, 6 tháng 9 và cả là 7 tháng 9, thanh khoản đều cao hơn đường trung bình MA10 của đường volume ha, đây là mọi người, cao hơn cả ba phiên. Thì Hải vẫn nói rằng đó là một chuyện bình thường, tại vì thằng ghét này là một cái thằng mà có game to và cái game này đã bị quá nhiều người biết, cho nên ba phiên này nó sẽ đóng vai trò như là ba phiên rũ bỏ của ghét. Và bằng chứng là ngày hôm nay ghét đã tiếp tục tăng với mức tăng là 4,47%. Thì anh chị nào mà chúng ta đang xem video, chúng ta có xem video của ghét mà Hải có nói ở trong ngày hôm qua, thì hy vọng là chúng ta có thể cho Hải một cái phím hai ở bên dưới phần bình luận ha. Và anh chị mà chúng ta có mua GET rồi, chúng ta có lời của GET rồi ở trong ngày hôm nay, thì chúng ta có thể chạy một cái phím 3 luôn cũng được. Thì rất là cảm ơn mọi người. Thì chúng ta cố gắng là chúng ta tương tác với Hải ở trong video để kênh nó sẽ có thêm cái tương tác, và từ đó kênh nó sẽ phát triển hơn và Hải cũng sẽ có thêm động lực và Hải tư vấn cho mọi người thêm nhiều mã ha. Rồi, quay trở lại thì cái thằng GET này nó y chang thằng CI, chúng ta thấy rằng gì, ba phiên test cung thì thanh khoản to nhưng mà nó vẫn tăng bình thường, nó vẫn hoàn toàn có thể tăng tiếp một cách bình thường. Thì tại sao thằng CI này thì nó như thế nào thì chúng ta cũng biết á. Bây giờ chắc là hôm nay là Hải có nói ở trong room cộng đồng của Hải và cả trong room khách hàng, chả có nói rằng là tối nay Hải sẽ ra một cái video và Hải nhận định về cổ phiếu CI để tuần sau chúng ta mua. Thì rất nhiều người chúng ta nhắn tin cho Hải, chúng ta nói rằng là em ơi, thằng CI á là gần đây có rất là nhiều đội họ hô rồi. Thì điều đó minh chứng là gì? Điều đó minh chứng là khi mà có quá nhiều người chúng ta nhìn thấy được một cái cổ phiếu nó tốt rồi á thì nó sẽ cần phải có độ rũ bỏ ha, thì nó sẽ cần phải có độ rũ bỏ. Cho nên cả nhà hàng đánh giá là việc mà chúng ta có ba thanh khoản, ba phiên thanh khoản to như thế này á, nó cũng tương tự với trường hợp của GET. Khi mà cái game đó đã có quá nhiều người biết thì nó sẽ cần phải có những phiên thanh khoản to như thế để nó hình thành một cái điểm kỹ thuật nó tương đối xấu để nó rũ bỏ bớt và nó mới đi lên. Thì đối với cá nhân Hải á, thì thông thường các cái cổ phiếu á, nó sẽ không có kéo quá sớm, nó sẽ không có kéo quá sớm trước cái kỳ đại hội cổ đông bất thường, mà thông thường nó sẽ kéo vào ngày đó hoặc là nó sẽ kéo trước ngày đó một tí thôi, nó sẽ kéo trước ngày đó khoảng tầm vài phiên. Cho nên á, là cái cổ phiếu CI này trong thời gian tới, thậm chí là tuần sau, có thể là thứ hai thứ ba nó sẽ chưa tăng đâu mọi người, có thể nó sẽ chỉ đi ngang thôi, trừ khi thị trường quá tốt, trừ khi là thị trường nó FOMO quá và nó kéo dòng tiền vào nó đẩy lên luôn thì cái đó không nói. Nhưng mà nếu thị trường nó dừng ở mức bình thường như những phiên này, như phiên ngày hôm nay á, thị trường nó chỉ đi ngang thôi, nó rung lắc và dòng tiền phân hóa, thì CI khả năng cao là thứ hai thứ ba tuần sau nó sẽ chưa chạy đâu, và chúng ta thì có thể canh mua vào khoảng tầm thứ tư thứ năm cũng được, hoặc là chúng ta mua trước cũng được luôn, không sao cả. Theo Hải thì nó sẽ loanh quanh ở quanh cái vùng giá là khoảng tầm 23, nó sẽ rung lắc ở quanh vùng này, có thể mà nó xuống nó test lại cái vùng giá định cũ của nó khoảng tầm 22.5 thì cũng ok luôn, chúng ta vẫn có thể canh và chúng ta mở mua với cái cổ phiếu CI này. Và chúng ta nếu mà xui một cái là thị trường nó gãy á thì chúng ta sẽ canh cắt lỗ khi mà nó gãy mất cái vùng giá là 21.6 mọi người ha, 21.6. Thì tại sao Hải để vùng cắt lỗ? Thật ra thì thời gian gần đây á, chúng ta đang bị một cái vấn đề là phím quá nhiều mã. Bây giờ thì hầu như á là chúng ta mua mã nào cũng lời cả. Thật sự nói với mọi người á, bây giờ là không có cần môi giới nữa. Chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta mua là có lời thôi, lợi ích lời nhiều thôi, chứ còn ai mua mà chẳng có lời.
Cho nên là bây giờ những cái thầy trên mạng xuất hiện rất là nhiều. À, thì đó là lý do tại sao á, mà theo hại chúng ta rất là dễ, nó rất là dễ sẽ phải có một cái nhịp rung lắc. À, ví dụ như là cái phiên giảm 55 điểm mọi người, chúng ta thấy rằng là ok, thị trường nó giảm 55 điểm đúng không? Nhưng mà cái đoạn trước đó thì làm gì có ai lỗ, có đúng không? Cái đoạn mà thị trường nó tăng từ 1.140 nè, nó tăng lên 1.240 á, thì làm gì có ai lỗ? Cái lúc đó kiểu, cũng giống như như lúc này thôi, mua mã gì cũng lời, nhắm mắt trong buổi mua cũng lời. Thì cái nhịp mà nó gãy vào cái phiên ngày 18 tháng 8 á, thì nó là một cái nhịp mà để cảnh báo cho chúng ta biết rằng là thị trường nó vẫn sẽ có rung lắc đó, đừng có màng nhắm mắt trong buổi mua hoài. À, thì chúng ta thấy rằng gì nó gãy đúng một cây thôi, rồi sau đó thì sao, nó hồi phục rất là nhẹ nhàng, nó chỉ cần vài phiên thôi là gọi là như chưa hề có cuộc chia, như chưa hề có cuộc chia ly, đúng đúng không ạ? Nó hồi rất là nhẹ nhàng và hầu như là gì ai mà chúng ta kịp hạn chúng ta về bờ hết, làm gì có ai còn lỗ nữa. À, thì đây là cái lý do tại sao mà Hải lại đưa ra một cái điểm cắt lỗ cho chúng ta, là lỡ như xui á mà thị trường nó rung lắc, ví dụ là nó bây giờ tao giảm thêm mấy chục điểm nữa cho tụi mày rớt hàng đi, thì chúng ta cũng cần phải cắt nha, chúng ta cũng cần phải cắt khi mà nó vi phạm vào cái vùng cắt lỗ của chúng ta. Nhưng mà Hải đánh giá rằng là với những cái thông tin mà Hải đưa ra á, đặc biệt là những cái thông tin mà dài hạn và ngắn hạn nó đều có cả, thì cái cổ phiếu này nó vẫn có đủ những cái tiềm năng để anh chị chúng ta có thể mở mua ở quanh vùng giá là 23, hoặc thậm chí rằng nếu mà tốt hơn thì có giá 22.5 cũng có thể mua luôn với cổ phiếu CI ở trong thời gian tới mọi người ha. Rồi thì đó là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay, thì rất cảm ơn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Thì như là nói Hải sẽ dời cái thời gian ra video, bây giờ Hải vẫn để con số chính, nhưng mà ở trong cái video ngày hôm nay và cả những cái video sau, Hải sẽ dời xuống khoảng tầm là 8:45 mọi người ha, 8:45 để cho chúng ta coi sớm hơn. Nhiều người chúng ta cũng nói với Hải là 9 giờ trễ quá em, thì với lại nhiều người chúng ta 9 giờ thì cũng coi khá là nhiều video của các kênh khác rồi, thì nhiều khi coi tới cái video của Hải mà cũng chán rồi, chúng ta không muốn coi nữa, cho là sẽ dời thời gian xuống một tí. Và anh chị chúng ta xem mà chúng ta thấy hay á, chúng ta có thể tham gia vào cái rung cộng đồng mà Hải có để bên dưới mô tả mỗi video này, hoặc là thậm chí ở dưới phần bình luận Hải cũng có để luôn. Và cuối cùng thì chúng ta có thể cho Hải một cái nút like, một nút đăng ký kênh, và chúng ta cho Hải một cái phím một ở phía dưới phần bình luận đó, chúng ta thấy rằng là những cái phân tích của Hải đúng và cổ phiếu CI hoàn toàn nó sẽ có khả năng nó tăng lên những cái vùng giá cao hơn, nó khoảng tầm một cái target là ít nhất khoảng tầm 26, ít nhất khoảng tầm 26 với cổ phiếu là CI, thì chúng ta cho Hải một cái phím hai ở phía bên dưới phần bình luận mọi người ha. Rồi và cuối cùng thì xin cảm ơn mọi người và xin chúc cho chúng ta có một phiên giao dịch ngày thứ hai thật là tốt và một cuối tuần thật là hạnh phúc bên người thân.